Chào cô chú anh chị mình nha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì để hôm nay Khoa sẽ gửi đến cô chú anh chị một cái miếng đất cực kỳ rẻ ha, chỉ có 170 triệu thôi. Cô chú anh chị mình thấy dân cư ở đây nè, rất là đông luôn ha. Từ đây mình ra ngoài chợ Phú Đông tầm khoảng chừng 600m ra tới chợ Phú Đông, ra tới đường nhựa đường huyện 85 thì tầm khoảng chừng 300m. Chút xíu Khoa sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi ra ha. Đi ra theo đoạn này để ra ngoài đường nhựa 85, ra ngoài chợ Phú Đông luôn ha. Rồi, thì để Khoa quay cái miếng đất cận kẽ cho cô chú anh chị ha. Miếng đất mình với chiều ngang là 7m, chạy dài là 24m nha cô chú anh chị. Nền cao ráo luôn nè, dân cư liền kề đông đúc. Phía sau đất mình có một cái kinh công cộng, kinh Lý Hoàng ha. Rất là đông dân cư cô chú anh chị ơi. Nhìn là cái miếng đất này là Khoa thấy rất là thích hợp là cho cô chú anh chị về đây nghỉ dưỡng các nhà vườn ha. Phía sau mình làm thêm cái trái ra ngoài mé rạch đó, rất là mát rồi. Rồi, trụ ranh của mình đây nha cô chú anh chị. Trụ ranh mình ngang qua đây là 7m nè, có trụ ranh cắm ráo nè. Đây ha, gấp ra mình có nhà liền kề luôn ha. Đó, chạy sâu xuống là 24m. Nền mình rất là cao luôn ha, nền mình nè, đổ đất cao ráo luôn rồi nè. Đây, để Khoa đi sâu ra ngoài sau thì có cái mé rạch. Rạch này là rạch Lý Hoàng nha cô chú anh chị. Con rạch này thông thẳng ra ngoài sông, rất là thích hợp cho cô chú anh chị mình có cái chỗ nghỉ dưỡng vào đây ha. Đây nha cô chú anh chị, rạch Lý Hoàng, rạch này thông ra hai bên đầu sông ha. Ở đây thì giá của thửa đất này thì 170 triệu nha cô chú anh chị, bao mọi thuế phí chuyển nhượng cô chú anh chị luôn. Dân cư thì hiện hữu liền kề, rất là đẹp luôn. Ngang 7 và 24. Đất trồng cây lâu năm. Đường mình đi vô là đường công cộng luôn ha. Chút xíu Khoa sẽ dẫn quý anh chị mình đi ra. Đường mình đi vô là đường công cộng luôn. Nền cao ráo vô là các nhà liền luôn ha. Sổ hồng riêng có sẵn luôn. 170 triệu một thửa. Một thửa duy nhất. Giá 170 triệu. Tổng diện tích là 160m² nha cô chú anh chị. Với chiều ngang ngang 7 và 24. Thuộc xã Phú Đông của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Cô chú anh chị mình tham khảo sơ một vòng đi ha. Bắt đầu Khoa sẽ dẫn cô chú anh chị mình ra ngoài đường lộ lớn. Đó. Rồi, bây giờ mình tiến hành theo Khoa đi ra ngoài lộ lớn ha. Đây. Đường này là đường công cộng luôn nha cô chú anh chị, có hàng trụ điện nè ha. Ở đây khu vực này điện nước wifi đầy đủ hết cô chú anh chị. Đường công cộng luôn. Đường cập nhật này là đường 2m, xe ô tô cô chú anh chị mình vô được ha. Đây dân cư rất là đông nè. Đường đi vô thì hai bên là trồng dầu gió, rất là mát luôn ha. Rồi ra tới ngoài lộ nhựa luôn nè ha. Cô chú anh chị thấy cái độ gần của nó nè ha. Lộ này lộ nhựa đường huyện 85, thông thẳng vô cái bến phà, đi qua Bến Tre luôn ha. Đây dân cư rất là đông luôn ha. Và đây xưa là cũng mua đã cắt, nhưng thấy cắt nhà nghỉ dưỡng là dân biểu kinh. Miếng đất của mình thì nãy cũng 170 triệu đó. Phía sau có biểu kinh, cô chú anh chị mình có nhà nghỉ dưỡng rất là đẹp. Dân cư hiện hữu khu vực này gần chợ, dân cư rất là đông ha. Cô chú anh chị mình ở Sài Gòn thì về đây tầm khoảng 65 đến 70km ha. Tiến phà gần nhất để cô chú anh chị mình đi về đây thì đi phía tiến phà Bến Chùa. Từ đây mình lại phà Bến Chùa chừng 1,5km qua phà Bến Chùa là tới thành phố Gò Công rồi. Cô chú anh chị mình đi về thành phố rất là gần. Chừng khoảng 50km là cô chú anh chị mình tiếp giáp với Sài Gòn rồi đó. Hoặc cô chú anh chị mình đi tiến phà Tân Long cũng được ha, phà lớn không ha. Và ô tô xe tải nào cô chú anh chị mình ra thoải mái. Thì miếng đất thì cũng có 170 triệu thôi cô chú anh chị. Về mình cất nhà thoải mái luôn, đi vui luôn. Rồi ra tới khu vực của chợ xã Phú Đông rồi nè. Ở đây thì chợ xã Phú Đông thì đầy đủ tiện ích luôn. Chợ, trường học, quỹ ban,
Nói chung là chợ ở nông thôn thì đa phần nó được quy tụ về một điểm một ha. Đây ra tới chợ Phú Đông rồi nè cô chú anh chị. Đó. Đây ha, chợ Phú Đông. Chợ xã Phú Đông. Đây là ủy ban xã nông thôn mới. Ủy ban xã Phú Đông. Trường học kế bên luôn. Rồi. Chỉ 170 triệu một thửa thôi ha, một thửa duy nhất. Quan tâm cứ liên hệ khoa số 0334447430 hoặc 0766450076, khoa sẽ tư vấn cho cô chú anh chị ha. Rồi khoa kết thúc video đây. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi.